Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi mua ít đồ ăn về, mình lại chia sẻ để cho các bạn xem cho vui nhé. Thì các bạn xem như là nó có khác của chỗ các bạn sống như thế nào không nhé. Thì cái đây này, đầu tiên là cái quả dứa này. Ở Việt Nam mình, nhà mình là cũng trồng dứa, nhưng mà gia đình nhà mình trồng dứa là hay mình nhà mình ăn mà, nên cứ bẻ cái hoa này của nó đi này, thì cái quả dứa nó rất là ngon, nó không bị, quả dứa nó không bị nuôi cái hoa cái cây này, nhưng mà người ta xuất khẩu người ta cứ để này để cho nó đẹp các bạn ạ, nhìn nó đẹp nhưng mà bẻ nó đi thì quả dứa ăn nó rất là ngon đấy. Mà nhà mình ấy gọi là cái quả dứa nhà mình gọi là dứa ta, nhưng mà không có, đây nó toàn cái dứa tây này, quả to bự này mà ăn nó chẳng ngon đâu các bạn ạ. Nhưng mà nó không có, có thì nó có nhưng mà nó cực kỳ đắt, nó đắt lắm mà nó bé tí ấy. Mà người ta toàn đẻ hoa đây, nó không có như nhà mình ngày xưa này. Nhà mình bẻ cái này đi này, bẻ nó từ lúc nó còn nhỏ nhỏ đã bẻ đi rồi, thì cũng quả dứa nó không phải nuôi, cái này nó rất là ngon. Thì ở ngoài Bắc ấy gọi là dứa, còn cái tiếng Đức ấy gọi là ananas, ananas các bạn nhé. Còn à, cái quả dứa này là giá của nó là nó giá nhiều khi cái hàng tươi này này nó giá không cố định đâu, khi nào nhiều ấy thì nó hạ rẻ mà khi nào đắt thì nó tăng các bạn ạ, nó không có giá cố định. Nhưng mà cái quả này hiện tại bây giờ giá của nó là 1 oi 46 quả này. Thế còn cái rau này hôm trước là mình cũng đã chia sẻ rồi này. Cái rau này trông nó giống cái rau mồng tơi này, nó gọi là spinach. Một cái túi này nó gọi là spinach, mình hình như nhà mình gọi là cải bó xôi rồi đấy. Thì một cái túi này là 500 gram các bạn ạ, mà có thời kỳ nhé nó tận hơn 2 oi hoặc là 2 oi, nhưng mà thời kỳ này nó hạ có 1 oi 11 thôi. Bao nhiêu người mua về xong rồi rửa đi cho vào tủ đá ăn dần, nhưng mà thôi mình không làm thế, chả ăn thế, ăn đắt rẻ kệ nữa. Thế đấy là cái spinach. Thế còn cái oregano nha các bạn, hôm trước là mình mua quả to, nhưng mà không nên mua quả to mà nếu mà mua quả to cũng được, nhưng mà mình nhìn cái vỏ này này, cái vỏ này là nó phải mỏng mỏng thì nó có nước. Ôi hôm trước mình mua quả nó to nhưng mà vỏ nó dày ấy, vắt ra không được mấy nước cả. Đây cái này tiếng Đức nó gọi là oregano, còn tiếng Việt là cam các bạn, nó cũng nhiều loại lắm, nhưng mà mình mua cái này thì là có 1,5 cân, cái túi này 1,5 cân, cái túi này 1,5 cân mà 2 oi 41 các bạn ạ. Đấy, thì đấy, đấy còn cái quả này này, quả này ấy, thường cái tây ấy, người ta cũng rất là hay mua, trông nó giống cái quả bưởi nhưng mà nhỏ nhỏ đấy các bạn, nhưng mà nó còn có cái loại xanh nữa, nhưng mà dạo này không thấy có loại xanh. Cái này này là có thời kỳ ấy, nó tận là 1 oi ấy, rất là đắt. Nhưng mà hôm nay thì nó cũng 86 sen một quả. Thế mình mua 2 quả là 1 oi 72. Thì cái quả này nó gọi là cái gì đấy? Nó giống cái quả bưởi Việt Nam ấy, nhưng mà cái tên nó khó. Cà phê phuích. Mình cứ nói các bạn xem thì các bạn lại chê mình, lại bảo là tiếng Đức thế này các bạn. Mình đi mình phỏng vấn những cái hội ăn xin, cái bọn mà sống vô gia cư đấy, đấy có bạn vào chê mình là tiếng Đức kém thì biết làm nào được. Còn cái quả này nữa này các bạn này, cái quả này là cái loại này nó rất là ngon nhé. Cái giá của nó là không, mình không để ý cái giá cũ của nó là bao nhiêu, nhưng mà đây là nó hạ giá rồi nhé. Cái quả xoài này này nó hạ giá rồi, hạ giá rồi đấy, mà tận là 2 oi 22 sen. Mà ở Việt Nam mình gọi là xoài đúng không các bạn, tiếng Đức nó gọi là mango. 2 oi 22, cái loại này là ngon các bạn ạ. Mình chưa bổ nhưng mà cái loại này là ngon, nó mới đắt. Còn bình thường ấy thì nó cũng tùy đợt thôi, nhưng mà cũng có lúc thì nó hạ giá gần 1 oi, có lúc thì hơn 1 oi, nên linh tinh cả. Nhưng mà quả này là cái loại này là đắt này,
Thế là 2022 mà nó đã là hạ giá rồi các bạn nhé. Thế còn đây là mango này. Còn cái chanh này này, cái chanh ở Việt Nam ấy bán hai oi là bình thường là 4 quả. Nhưng mà họ thu hoạch non các bạn ạ. Trên này cái loại vỏ nó xanh xanh chanh ở Việt Nam ấy, họ thu hoạch non ấy, nhiều khi mua về vắt không ra nước được. Nên là mình không thích mua, mà mình mua cái loại này của nước khác, không phải của Đức. Nó gọi là tiếng Đức, nó gọi là Citrone, nhưng mà tiếng Việt gọi là chanh. Đây các bạn nhìn này, 4 quả này to to đại tướng này, này. Đấy, 4 quả này mà có xem nào, 4 quả này mà có 81 cent các bạn ạ. Đấy, mình mua về nhá. Cam ấy là mình vắt với lại cái chanh này mình vắt trộn nó vào, xong mình uống để cho nó giảm cái mỡ máu. Đấy, mình vắt chanh lẫn vào mình uống. Đấy, thế còn Magenzyme thì nó cũng rất là nhiều loại. Đây, loại này nó gọi là Magenzyme, nó có chữ chữ rót, là kiểu như là uống ăn mà nó tốt cho tiếng Việt ấy, hình như là nó là cái bướu cổ rồi đấy. Mình cũng bị, mình phải uống thuốc hàng ngày các bạn ạ. Thì cái này nó rất là nhiều loại, có loại có mười mấy sen cũng có, 10 sen có, thể loại hơn 1 oi cũng có, cái loại 99 sen cũng có. Nhưng mình mua cái này là 72 sen, mình mua ăn, mình ăn cho nó đắt đắt một tí, chứ mình không không mua cái loại rẻ quá. Cái này là 72 sen nhé. À, muối, nó là muối nhưng mà tiếng Đức nó gọi là Zeiss. Còn Weinutzer tiếng Đức gọi là Weinutzer, mà tiếng Việt mình thì gọi là óc chó. Óc chó, nhưng mà cái này là nó đã bóc ra rồi các bạn ạ. Ở trong là toàn là cái hạt thôi, không có vỏ vỏ nữa. Bóc ra rồi mình mua về mình ăn. Hôm trước mình cái này là cái này là bao nhiêu trăm, bao nhiêu gram em biết, 200 gram các bạn ạ. Hôm trước mình mua 200 gram nhưng mua chỗ khác tận 6 oi, nhưng mà đây cái này là mình mua có 2 oi 41 thì mình chưa bóc ra thử, thì không biết là nó khác nhau cái gì mà nó chênh giá nhau nhiều thế. Chắc là cái này không ngon bằng đâu, mình đoán là như thế. Tại vì giá Đức là đa số nó sàn sàn giống nhau, nó cũng không chênh lệch mấy đâu các bạn ạ. Chứ cái này nó chênh nhiều quá, mình mua về để mình nấu. Và một cái cuối cùng nữa nhé các bạn, hen chen boot nó gọi là cái ngực, cái thịt lườn này, thịt ngực đấy, thịt ngực của gà, kiểu như gà mái tơ ấy, thì nó gọi là hen chen. Đây bạn nhìn đấy, thì mình mua cái này mình ăn thì nó không có mỡ, nó không có mỡ thì là mình mua mình ăn. Trước thì mình ít ăn lắm, nhưng mà từ hồi là mình cứ phải kiêng mỡ thì là mình ăn cái này thì nó không có mỡ các bạn ạ. Đấy, thì mình mua cái này là mình mua là tất cả những thứ này là có cũng rẻ các bạn ạ, cũng không đắt, nói chung là không đắt. Nhưng mà cái này là mình thấy rất là rẻ, mà không hiểu tại sao, không hiểu tại sao nó rẻ thế nhỉ. Mình phải bóc ra xem, mình phải bóc ra cho bạn xem nhé. Ô, nhìn nó cũng thế mà, nó cũng giống như cái túi mình mua mà tại sao đắt thế nhỉ. À, sao rẻ thế mà cái túi mình mua cái đắt thế. Đây này, người ta bóc hết rồi các bạn, cái nhân của nó đây. Đây, hôm trước mình mua ở chỗ khác nhé. Đây này, mình lấy cho các bạn xem. Đây, hôm trước mình mua ở chỗ khác cái túi như thế này cũng có 200 gram các bạn ạ, mà 6 oi. Thế mà đây 200 gram thì nè, thì có 2 oi mấy.
có 2 hồi 41 các bạn, có 2 hồi 41 đây, rẻ gần, mua được gần 2 túi này. Mình không hiểu hôm trước là mình cũng thấy rẻ nhưng mà mình mang nặng quá, mình xách nặng nên mình lười quay lại, mình mua ở đấy nên mình trông nó cũng giống nhau cả các bạn, nó cũng như nhau hết, thế mà chênh nhau rẻ đắt thế. Thế hôm nay mình lại chia sẻ những cái đồ mình mua ở Đức cho các bạn xem nhé. Bây giờ đã hết, mình xin dừng video tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.